Xin kính chào quý cô chú anh chị và bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán pháo hoa rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cửa hàng dành em là 0849490188 hoặc 0396164604. Hiện tại là buổi tối của ngày mùng 2 tháng 8 năm 2022 thì tối nay bên cửa hàng lan rừng em có nhiều những mặt hàng kg và rất là nhiều những cái dòng hàng lan thuần đẹp. Hôm nay để giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn. Và bên cửa hàng lan rừng em có ship hàng toàn quốc, khi cô chú anh chị nhận hàng thì mới phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Giấy báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển. Và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện hoặc nhắn tin theo số điện thoại mà bên em vừa cung cấp. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại, cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1 kg tiếp theo, cước phí sẽ cộng thêm 5.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Cước phí này thì sẽ được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc, Trung, Nam trên toàn quốc ạ. Với cước phí rất là ưu ái như vậy thì khi cô chú anh chị đặt lan bên em khoảng tầm 5-6 cân chỉ rơi khoảng tầm 45 cho đến 50.000 và chục kg cũng chỉ rơi khoảng tầm 6-70.000 đến 80.000 thôi, nên là cô chú anh chị hết sức là yên tâm khi mà cô chú anh chị đặt lan bên cơ sở lan rừng nhà em nhé. Và sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những cái mặt hàng hiện tại bên cơ sở lan rừng nhà em đang có ạ. Trước tiên là em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó chính là cái lô hoàng lạp, một cái dòng lan gần như là chịu nắng 100%. Cô chú anh chị có thể nhìn thấy hàng cực kỳ là tươi và nhiều lá đẹp tuyệt vời như thế này. Em bán chỉ có 130.000 cho 1 kg thôi cô chú anh chị nhé. Và tiếp sang bên này đây sẽ là cái dòng sơn thủy tiên. Cái dòng sơn thủy tiên này thì em bán 180.000 cho 1 kg. Cô chú anh chị thấy là sơn thủy tiên và cái hoàng lạp thì nhìn thân lá rất là giống nhau. Tuy nhiên thì cái sơn thủy tiên hoa nó sẽ cánh dày và dày bông hơn cô chú anh chị nhé. Còn sang bên này đây sẽ là cái dòng kiều vàng ạ. Kiều vàng với những chùm hoa vàng rực rỡ như những chiếc đèn lồng luôn. Và hàng thì đã cắt tỉa còn chọn lựa rất là kỹ. Cô chú anh chị thấy là hàng cực kỳ là tươi, ngắn vừa phải, đẹp luôn cô chú anh chị này. Em bán với giá là 180.000 cho 1 kg. Dòng lan hoàng thảo trinh bạch với những cái bông hoa trắng nõn nà, bông hoa rất là to, học điểm một xíu xíu đỏ thôi nên là đúng như tên gọi của nó là trinh bạch. 120.000 cho 1 kg. Sang bên này đây là dòng lan hoàng thảo vẩy rồng, cũng là một cái dòng lan mà có sức sống cực kỳ là mãnh liệt luôn. Vẩy rồng với giá chỉ có 110.000 cho 1 kg. Và cô chú anh chị thấy là cái dòng vẩy rồng này thì rất là nhiều lá và đẹp nhá. Hàng như vậy là đẹp rồi ạ. Hạc vị Bắc hay còn gọi là phi điệp hồng, một cái dòng lan mà so với cái hàng Lào ấy thì hoa nó sẽ nhạt màu, còn hàng này thì hoa nó sẽ đậm màu cô chú anh chị nhé. Hàng vị Bắc thì hoa rất là đậm màu và cực kỳ sai bông. Em bán với giá là 180.000 trong 1 kg. Sang bên này đây sẽ là dòng dáng hương đuôi chồn cô chú anh chị thấy ạ. Những cây đuôi chồn vừa tầm ghép cực kỳ là đẹp luôn. Đuôi chồn với giá 180.000 trong 1 kg. Và sang bên này đây sẽ là dòng kiều vuông cánh trắng. Cái dòng này thì cô chú anh chị về có thể kích hoa để nó nở đúng vào thời điểm Tết luôn nhé. Hoa thì cây ngắn nhưng mà chùm hoa rất là to và dài luôn, đó là đặc điểm của dòng kiều vuông cánh trắng đấy ạ. Em bán với giá là 230.000 trong 1 kg. Em sẽ bán từ 0,3 kg, với 0,3 cô chú anh chị có thể có cho mình cái giò lan rất là đẹp rồi. Với dòng đuôi chồn thì ngoài mua hàng kg, cô chú anh chị có thể mua theo phần cho giúp em này. Ví dụ như ở đây em có một cái phần như vậy, một cái lô như thế này đủ cô chú anh chị là một giò to đẹp luôn, với giá chỉ có 55.000 và có bao nhiêu cây đấy ạ? 2 này, 5, 6, 7, 8 và 9 cây nhá. Đấy, lô như vậy 9 cây với giá chỉ có 55.000 ạ. Lô số 2 này, lô số 2 này có bao nhiêu cây? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cây, cũng là 9 cây. Đấy, 55.000. Đừng nói chậu chồn rất là đẹp luôn rồi mà có 55.000 thôi ạ. Bên này thì em có kiều vuông thì cô chú anh chị đây, một cái lô như thế này giá có 75.000 và cô chú anh chị cũng sẽ có được một cái giò kiều vuông rất là đẹp nhá. Và bên này đây sẽ là dòng lan hoàng phi hạc ạ. Thân mập nù khỏe mạnh nhá. Cái dòng lan gần như là cũng chịu nắng 100% và hoàng phi hạc em bán với giá chỉ có 120.000 cho 1 kg thôi. Cái dòng hoàng phi hạc này thì hoa có thể sổ rất là nhiều những cái mặt bông và hoa cực kỳ là sắc nét và rất là bền hoa. Đây là mặt bông của dòng lan hoàng phi hạc ạ. 120.000 cho 1 kg, thân khỏe khoắn và đẹp nhá cô chú anh chị nhá. Và bên này thì em có ba cái lô hoàng, hai cái lô hoàng nhạn phải nói siêu đẹp luôn này. Cái lô này thì em gọi là lô số 1 này. Lô số 1 cô chú anh chị nhìn cho em ạ. Nó là ba cây hoàng nhạn rất là to, mà có những cây hoàng nhạn rừng to như thế này thì rất là khó luôn này. 2 này, 4 này. Cây này là cây này rất là to này. Chỗ này có ba cây cô chú anh chị nhá. Ba cây hoàng nhạn rừng rất là to ở đây. Em xin phép được bán với giá là 140.000. Và bên này sẽ là lô số 2. Cô chú anh chị thấy ba cây hoàng nhạn phải nói to và vừa to và thân lá cũng cực kỳ là đẹp luôn cô chú anh chị. Đấy, bình thường những cây nhạn to thì nó thường sẽ bị đội lá, nhưng ba cây này rất là đẹp này.
ba cây nhãn rất là to này thì em cũng xin phép được bán với giá là 140.000. Và bên này thì em có đẹp lắm cô chú anh chị ạ. Rồi 150.000 cho ba cây này nhá, chú anh chị nhá. 150.000 cho ba cây này đi. Ba cây bên này là 140 đấy, cô chú anh chị thấy lô nào thì lấy. Còn bên này sẽ là em có hai này. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 cây. 12 cây nhạn hơi lỗi này, em xin phép được bán với giá là 60.000 này, đấy. Bên này thì em có một cái lô kiều tím miền Trung hay còn gọi là kiều hồng, đủ cho chúng chị làm một giò. Em bán với giá là 100, cái lô kiều tím này thì em xin phép được bán với giá là 120.000 nhé. Xong bên này đây sẽ là dòng đai châu rừng bắc trụ. Đây là hàng chuẩn châu rừng này cô chú anh chị này. Cây lá mít xếp rất là đẹp luôn và cây vừa tầm ghép nhé. Lá căng hoàn toàn là không có lũy lá. Để những cây mà để cô chú anh chị có thể thưởng thức hoa Tết tuyệt vời nhất ạ. Và hiện tại thì cũng gần đến Tết rồi, cái hàng châu này thì nó cũng làm nụ rất là lâu. Cô chú anh chị về ghép 1-2 tháng nữa là cây sẽ bắt đầu là nhú nụ rồi ạ. Bây giờ là vào tháng 7 rồi đúng không ạ? Thì cái cây đai châu này nó làm nụ khá là lâu đấy ạ. Về cô chú anh chị trồng ổn định được cái chậu lan vừa ra rễ ổn định là cây cũng đang bắt đầu là ra nụ luôn rồi. Em bán 1kg đai châu rừng bắc trụ như thế này với giá là 320.000 cho 1kg cô chú anh chị nhé. Nó sẽ rơi vào khoảng tầm 4 cho đến 8 cây trên 1kg cái dòng đai châu rừng này này. Còn bên này đây sẽ là cái dòng đai châu hàng đã thuần. Và đây là cái dòng đai châu màu hồng gấm cô chú anh chị nhé. Màu hồng gấm, cái màu sắc cực kỳ là đẹp. Cây thì sẽ rơi vào ít nhất là 6 cặp lá. Cô chú anh chị nhìn cho em ạ. Đó, cô chú anh chị nhìn tổng thể này thì cô chú anh chị có thể thấy được cái độ đẹp của nó rồi nhé. Này, nhiều cô chú anh chị cứ bảo là chụp ảnh riêng từng cây, em nghĩ là không cần thiết đâu ạ. Đẹp, tất cả cái hàng nó đều như thế này. Đều như thế này, cô chú anh chị ngắm kỹ cho em. Đấy, rơi vào ít nhất là 6 cặp lá. Đây nhá, cô chú anh chị cứ nhìn kỹ đi ạ, đó. Rơi vào ít nhất là 6 cặp lá. Và đây là cái mặt bông của dòng châu hồng gấm này. Mặt hoa của nó đây cô chú anh chị nhá. Đó. Và một cái chậu đai châu hồng gấm rất là đẹp như thế này. Hoa thơm và sắc đẹp nhá. Thân lá đẹp, em bán với giá chỉ có 210.000 trong cái chậu châu hồng gấm này thôi. Đó. Và sang bên này đây sẽ là những cái cây đai châu Thái, hàng để cô chú anh chị có thể thưởng thức hoa Tết. Và trước mặt cô chú anh chị chính là những cái cây đai châu màu đỏ sắc pháo, là một trong những cái mặt bông phải nói là đáng thưởng thức nhất trong các mặt bông của dòng châu Thái. Mỗi chậu như thế này thì hàng lá mít xếp dày cụp và rơi vào ít nhất là 4 cặp lá. Đây này cô chú anh chị đấy này. Bộ rễ bắn cực kỳ là khỏe, thân lá khỏe. Cái bản lá cực đẹp luôn, em bán với giá là 220 cho một chậu đai châu màu đỏ sắc pháo này cô chú anh chị nhá. Cây quá là tuyệt vời luôn ạ. Sang bên này đây sẽ là dòng châu hồng cánh sen cũng vậy này. Cây cũng rơi vào ít nhất là 4 cặp lá và những cây này thì đã cho hoa ở những năm trước rồi. Đấy cô chú anh chị nhìn cho em, bọn em sẽ chọn cho cô chú anh chị gọi là những cây đến tay cô chú anh chị không có một ai có thể không thể chê được câu nào luôn ạ. Khẳng định một câu điều là chắc chắn 100% cô chú anh chị sẽ cực kỳ là hài lòng. Em bán với giá chỉ có 220 nhé. Một cái cây châu hồng cánh sen, cây châu đỏ sắc pháo, đồng giá 220 trong cây ạ. Bên này thì em vẫn có những cây dendro nắng, cái dòng cho hoa quanh năm và bông hoa rất là to luôn đấy cô chú anh chị này. Với chậu dendro nắng như thế này với sắc hoa tím đậm, bông hoa to rất là bền hoa. Em bán với giá chỉ có 60.000 cho một chậu thôi. Cô chú anh chị lấy cả một cặp như thế này. Đó, thì về ghép lại được một chậu rất là to và rất là đẹp luôn. Em bán với giá là 110 nhá, cho hai chậu ạ. Và sang bên này đây sẽ là những cây hồ điệp lá biên hay còn gọi là hồ điệp lá phát tài. Cái dòng lan mà người ta coi là tượng trưng cho cái sự tài lộc và thịnh vượng nhá cô chú anh chị nhá. Mỗi cây hồ điệp lá biên này rất là khỏe luôn. Đấy cô chú anh chị nhìn thấy ạ, cây nào cây đấy cực kỳ là khỏe và đẹp. Rơi vào ít nhất là hai cần nụ nhá. Với những cái nụ ngắn ngắn như thế này nên là thoải mái khi mà vận chuyển đến cô chú anh chị là sẽ không có bị làm sao đâu ạ. Em thấy là đa số là ba nụ hoa. Nhưng mà bọn em sẽ bao đến tay cô chú anh chị ít nhất là có hai cần nụ để cô chú anh chị có thể được thưởng thức một mùa hoa đẹp. Và một cái chậu như thế này thì em chỉ bán với giá có bao nhiêu ạ? 60.000 cho một chậu thôi. Và đây là cái mặt bông của cái dòng này này. Đây là mặt bông của nó nhá. Đây ạ. Đó, lá biên lá phát tài, cây rất là khỏe. Còn bên này đây sẽ là mặt bông của cái cây hồ điệp vàng công chúa. Cây cũng rơi vào 3 cặp lá và cũng đang có hai cái nụ hoa như vậy. Cái dòng hồ điệp vàng công chúa là một trong những mặt bông mà gần như là hot nhất và đẹp nhất. Đặc biệt là trong những ngày Tết này.
Đây, mặt bông của dòng hồ điệp vàng công chúa. Cây hoa sẽ vàng như thế này. Em bán một cái chậu như vậy cũng với giá là 60.000 ạ. 60.000 cho một cái chậu hồ điệp vàng công chúa này. Và sang bên này đây sẽ là những cái bảng giả hạc châu như lưỡi bệt. Một bảng như vậy, cô chú anh chị có thể thấy là hàng này là hàng được gắn, tất cả đều được gắn tem nên là sẽ chuẩn mặt bông cây giống cho cô chú anh chị nhé. Đây là cái mặt bông của dòng châu như lưỡi bệt nở hoa ra như thế này đấy ạ. Đó, đây là mặt bông của nó đây cô chú anh chị nhé. Dòng châu như lưỡi bệt. Tất cả đây, cô chú anh chị thấy là những cái bảng này đều được gắn tem mác và để ghi nhớ cái để mà ghi cái mặt bông của nó đấy ạ. Thì đều được gắn tem hết nên là sẽ đảm bảo là chuẩn cái mặt bông. Và một cái bảng như thế này cô chú anh chị thấy là rất là sum suê. Nó sẽ rơi vào ít nhất là 5 thân cô chú anh chị nhé. Ít nhất là 5 thân, rất là đẹp luôn. Cực kỳ là tuyệt vời, rất là đẹp như thế này. Và một cái bảng như vậy thì em chỉ xin phép bán có bao nhiêu ạ? 140.000 cho một bảng thôi. Số lượng hàng không có nhiều và nếu như cô chú anh chị mà muốn sưu tầm cái mặt bông của dòng già hạc châu như lưỡi bệt rất là đẹp này thì có thể đặt hàng, có 140.000 cho một bảng thôi cô chú anh chị nhé. Và sang bên này đây sẽ là phi điệp 5 cánh trắng họng hồng. Cô chú anh chị thấy ạ, một chậu là một thân nên là cái thân của nó cực kỳ là mập. Thời điểm bây giờ thì nó đã cao trên 50 đến 60 cm rồi. Gần như thân của nó gần như mập như là cái ngón tay trỏ luôn cô chú anh chị này. Đó, rất là mập như thế này. Đấy ạ. Rất là to và mập luôn. Chiều cao khoảng tầm 60 cm hết rồi cô chú anh chị ạ. Và một cái chậu như thế này thì em sẽ bán với giá là 70.000. Cô chú anh chị nào mà lấy 2 chậu thì sẽ là 140 và 3 chậu sẽ là 200 cô chú anh chị nhá. 3 chậu là 200 và với 3 chậu phi điệp 5 cánh trắng họng hồng này ạ. Thì cô chú anh chị tạo ra một cái tác phẩm rất là đẹp để mà cô chú anh chị thưởng thức hoa Tết rồi. Hàng này thì một chậu đó là một thân nên là đảm bảo là cái thân nó rất là to cô chú anh chị này. Thân cực kỳ là to, mập và khỏe luôn. Nên là đến khi mà nó sổ hoa thì chắc chắn là hoa sẽ rất là căng và rất là đẹp nhé. Đấy, 3 chậu chỉ có 200.000, 2 chậu sẽ là 140 cô chú anh chị ạ. Còn sang bên này đây sẽ là dòng trầm cổ hay còn gọi là trầm thanh củi. Một cái mặt bông mà hoa đậm đà và cực kỳ là thơm cô chú anh chị nhé. Hoa rất đậm và rất là thơm. Và mỗi một chậu như thế này nó sẽ rơi vào ít nhất là 6 thân ạ. Rất và rơi vào ít nhất là 6 thân ạ. Và em bán một cái chậu trầm cổ hay là trầm thanh củi, cây đang đi ngọn như thế này, đảm bảo một cái chậu đủ cho một mùa hoa tuyệt vời cho Tết tới. Em bán với giá chỉ có 180.000 cho một giỏ thôi cô chú anh chị nhé. Ít nhất chậu ít nhất là 6 thân cho cô chú anh chị ạ. Đó, 180.000 cho một cái chậu trầm cổ hay là trầm thanh củi ạ. Và tất cả những cái mặt bông này thì nó đều là cái dòng ươm ki nhá. Nên là cô chú anh chị yên tâm giúp em đây ạ. Những dòng phi điệp 5 cánh trắng họng hồng hay là trầm cổ trầm thanh củi thì đều là những cái mặt bông mà kể cả những người đã từng chơi lan rất là lâu rồi thì cũng đều yêu mến cái mặt bông này và đều muốn thưởng thức khi mà nó nở hoa của chú anh chị ạ. Sang bên này đây sẽ là em có những cái giò đen đô xuân. Những giò đen đô xuân thì hoa của nó hiện tại cây đã bắt đầu là đứng ngọn để chuẩn bị chờ hoa cho mùa Tết tới này rồi này. Đấy, một cái chậu như thế này em bán với giá là 140 nhé, những cái chậu đen đô xuân. Và sau bên này đây sẽ là những cái giò trầm rồng đỏ. Và cô chú anh chị thấy biết rằng trầm rồng đỏ cũng là hoa nở vào thời điểm Tết. Chậu rơi vào ít nhất là 4 thân với giá chỉ có 140. Và nếu như cô chú anh chị mua trong những ngày Tết ạ, thì cô chú anh chị biết rồi, một thân đã là một ít nhất cũng là 100.000. Đấy, thì hiện tại là một cái chậu rất là đẹp như thế này, rơi vào là ít nhất 4 thân, cực kỳ là khỏe, đẹp, cây đã xếp tăm tắp như vậy, với giá chỉ có 140 ạ. Và sang bên này đây sẽ là những cái bảng kim điệp xuân. Dòng kim điệp xuân này thì hiện tại cây cũng đã đứng ngọn rồi. Thường là những nơi ấm áp thì dòng kim điệp xuân nó là nó sẽ nở hoa vào thời điểm Tết ạ. Rơi vào một bảng này cũng khoảng tầm chục thân tơ gì đó của chú anh chị này. Với giá em bán một cái bảng như thế này là 140 cho một cái bảng kim điệp xuân nhé, cô chú anh chị nhé. Một bảng là 140.000. Đấy, rất là nhiều thân tơ luôn ạ. Dòng lan hứa hẹn cho một mùa vàng rực rỡ ở cái đầu xuân năm tới. Và sang bên này đây sẽ là những cái giò bên này. Sẽ là những cái giò cát lai a, dòng lan cát đông lạ đông đại. Dòng cát đông đại hoa siêu to và siêu thơm và mệnh danh là nữ hoàng của các loại lan cô chú anh chị nhé. Chậu thì khá là nhiều giả hành này, khá là nhiều giả hành luôn ạ. Và một cái giò như thế này thì em chỉ bán có 90.000 thôi cô chú anh chị nhé. Bình thường cái dòng cát là giá không dưới 100.000 đâu ạ. Một chậu cát giá không dưới 100.000 đâu ạ. Và hiện tại thì đó, em bán chỉ có 90.000 cho một chậu thôi.
Thế thoải mái của chúng chị có thể sưu tầm những cái mặt bông cát đẹp tuyệt vời cho sân vườn của nhà mình ạ. Sang bên này đây sẽ là những cây lan hài ạ. Cây lan hài mau ria xanh, hàng hiện tại đang chúm chím chuẩn bị nở, rất là đẹp luôn. Cái cần hoa của nó phải cao khoảng tầm 30 cm cô chú anh chị ạ, rất là đẹp. Đấy, hiện tại thì em có những cái chậu đang nụ hoặc có những chậu nó chưa nụ. Cây chậu ít nhất là 3 cây, em bán 250 cho một chậu. Còn bên này sẽ là dòng lan hài Vân Nam, cây cực kỳ là khỏe luôn, cây thuần ổn định và cây mẹ cây con rất là khỏe. Bán 120 cho một chậu, ít nhất 2 cây. Và bên này thì sẽ là dòng lan hài Lecocilium, một cái dòng hài mà hoa rất là thơm và cực kỳ là dễ sống. Em bán 150 cho một chậu Lecocilium ạ. Tiếp sang bên này thì rất nhiều những cái mặt hàng lan đẹp mà em đã chia ra theo từng hình rồi với giá cực kỳ là yêu thương. Để cô chú anh chị có thể lựa chọn cho mình những cái phần lan gọi là ưng ý nhất ạ, ưng ý nhất cho sân vườn của nhà mình nhá. Em xin phép được giới thiệu nhanh đến cô chú anh chị từng hình một này. Trước tiên sẽ là những cái giò dáng hương đuôi cáo. Hôm nay em có cả những cái giò cáo phân nhánh cực kỳ là đẹp luôn. Dáng hương đuôi cáo này em có hình này gọi là hình số 1 ạ. Hình cáo số 1, lô này có tất cả là 5 cây. Và 5 cây này đủ cô chú anh chị, 5 cây lớn cô chú anh chị nhé. Cực kỳ là căng tươi đẹp và cái mùa ra rễ tuyệt vời nhất trong năm đẹp. Em bán 5 cây cáo này chỉ với giá có 140.000 thôi cô chú anh chị nhé, hình số 1 ạ. Và hình số 2 này có đến 11 cây cáo rất là khỏe và đẹp, với giá em bán là 140.000. Và tiếp theo sẽ là hình số 3. Em có 5 cây cáo rất là to, khỏe bự đẹp như vậy, em bán hình này với giá là cũng là 140 nhé. Tiếp theo sẽ là hình số 4 này, cái hình này có tất cả là 6 cây, cũng rất là đẹp. Cái hình này em bán với giá là cũng 140.000. Và sang bên này sẽ là những cây cáo lá xếp cực kỳ là xinh, là hình số 5. Hình số 5 này em có 4 cây cáo to bự và hàng cáo cây cực kỳ là đẹp, với giá em bán là 150.000 cho lô cáo này. Và hình tiếp theo là hình số 6, cái lô này có tất cả 6 cây, trong đó có những cây xếp V. Cô chú anh chị thấy là cái lô cáo này đặc biệt cái cần hoa của nó rất là dài cô chú anh chị ạ. Như cây này, cái cần hoa đo từ cái gốc lên, đây cây nó không phải là lớn lắm, nhưng mà không hiểu vì sao cái cần hoa của nó dài đến vậy. Đây, như cây bé thôi cô chú anh chị thấy này, cần hoa phải dài khoảng tầm 70-80 cm gì đó cô chú anh chị ạ. Cái lô cáo rất là đẹp luôn. Cái lô cáo này thì em có 6 cây. Lô cáo này 6 cây. Em bán cái hình này với giá là 160.000 nhá. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 7. Lô này có 7 cây cáo xếp rất là đẹp, 7 cây cáo cực đẹp luôn. Cái lô này em bán cũng với giá 160.000. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 8. Hình số 8 này thì em có một cái khúc cáo này. Khúc cáo này là cái khúc cáo mà người dân người ta trồng thuần trên một cái trụ rất là to như thế này. Và cái khúc cáo này thì cô chú anh chị nhìn thấy đây, đây là cây đầu tiên này. Năm ngoái nó cho hai cái cần hoa, hàng lá xếp cho hai cái cần hoa rất là đẹp luôn này cô chú anh chị này, vừa rồi mà nở hoa chắc là tuyệt vời lắm đấy ạ. Đấy. Và bên này sẽ là cây số 2. Và cây số 2 này cô chú anh chị thấy là cần hoa thì phân nhánh to bự chảng luôn, mà phân 3 nhánh nhá. Phân 3 nhánh rất là rõ luôn. Và cái kiểu phân nhánh này thì nó là một cái kiểu dạng đột biến của dòng đuôi cáo ạ. Cái cần hoa dài 70-80 cm vừa rồi và phân 3 nhánh rất là rõ này cô chú anh chị này. Phân 3 nhánh rất là rõ. Đây, một cái cây cáo này cũng nhiều cặp lá và phân 3 nhánh cực kỳ là rõ. Và cây này cây số 3 này. Đấy, 3 cây cáo. 3 cây cáo trong đó một cái cây phân 3 nhánh cực đẹp, một cái cây lá xếp rất là tuyệt vời luôn như thế này. Đây là cả một cái trụ cáo rất là đẹp luôn. Em bán cái trụ cáo này với giá là 600.000 cô chú anh chị nhé. 600.000. Và ở đây thì em thấy là cái cây cáo phân nhánh này thì phải nói cực kỳ là giá trị luôn, và đặc biệt là cái cáo xếp bên này nữa. Đấy, hai cây bên này là hai cây gọi là cực kỳ là giá trị. Cả ba cây trên cái ngọn cáo này đều rất là đẹp. Đấy, và cô chú anh chị nào mà lấy cái giò cáo này xin phép cọc trước cho em 200.000 cô chú anh chị nhé. 600.000 cho cái giò cáo hoa phân nhánh, cái kiểu cáo mà cũng không có nhiều cô chú anh chị ạ. Và sang bên này đây sẽ là hình số 9. Cũng là một cái giò cáo. Giò cáo này hoa phân nhánh và cái bản lá ơi, cây cáo này rất là to, bản lá này phải tầm 5 cm cô chú anh chị nhá. Phải tầm 5 cm, nó hơi bị rách một chút xíu. Cây cáo này thì vừa rồi cũng phân nhánh rất là rõ này cô chú anh chị này. Và cái giò cáo này thì em xin phép bản lá rất là to luôn ạ. Cái giò cáo này xin phép được bán với giá là 280.000 nhá. Giò này có hai đầu ngọn, hai ngọn cáo. Đấy, trong đó có ngọn cáo hoa phân nhánh. Và bình thường thì cái mùa hoa thì một cái ngọn cáo phân 3 nhánh này chắc là cũng phải rơi đến tiền triệu cô chú anh chị ạ. Đấy, cây cáo rất là đẹp luôn. Sang bên này đây thì em có cái hình số 10 là dòng quế lan hương, hay còn gọi là quế trắng tháng 8, cây nụ quá trời là nụ luôn đây cô chú anh chị này.
Đó, hiện tại là cái mùa đang ra rễ rất là đẹp, cũng như là đang mùa nụ mùa hoa này, cô chú anh chị thấy này. Ba ngọn quế mà gần như rất là ít bỏ lá chân đang ra nụ rất là đẹp luôn, 4 ngọn. Em bán cái hình này với giá là 300 nghìn nhá, cô chú anh chị nhá, là cái hình số 10 ạ. Gọi là dòng quế lan hương dòng đệ nhất hương ạ. Và tiếp theo sẽ là hình số 11 này, hình số 11 cô chú anh chị nhìn cho em. Một cái hình 11 này là em có hai cái ngọn quế, và cái ngọn quế này là ngọn quế một mẹ. Một con và cây không bỏ lá chân, bản lá xếp phải nói siêu đẹp luôn nhá. Đây, bản lá xếp siêu đẹp luôn, cái ngọn này này. Cực kỳ là chất luôn ạ. Và cái hình này thì còn có thêm một cái ngọn quế này nữa. Cái ngọn quế này nữa thì nó cũng có bị ngọn này thì em đây nhìn như này em thấy là nó có bị lỗi ngọn ở đây. Nó vẫn đang cho hoa nhá, nhưng mà ở đây là riêng cái ngọn này không thì cũng đã rất là giá trị rồi. Và cái hình này, cả cái toàn bộ cái hình này em xin phép được bán với giá là 300 nghìn ạ. Sang hình tiếp theo sẽ là hình số 12, hình này ba ngọn quế xếp rụt. Cũng đang nụ, em bán 250. Và tiếp theo sẽ là hình số 13. Hình số 13 là hai ngọn quế mẹ con. Cái ngọn quế này cực kỳ là đẹp đây cô chú anh chị này, cũng rất là ít bỏ lá chân này. Lá to nhá, lá rất là to, đang hai nụ rất là đẹp đấy ạ. Và cái hình quế này này, hình còn hình bên kia nó là một mẹ với hai con đấy ạ. Hai cái giỏ này cô chú anh chị lên về lên một giỏ rất là đẹp nhá. Cái hình này em xin phép được bán nó với giá là 360.000 cho cái hình quế này, là hình số 13. Và tiếp sang bên này đây sẽ là hình số 14. Hình này có 4 ngọn quế xếp như vậy đấy ạ. Đang nụ đẹp xinh luôn ạ. Và cái hình này em xin phép được bán 250 nhá. Sang bên này đây sẽ là hình số 15. 3 ngọn quế rất là to, xanh mướt luôn, lá bóng loáng luôn. Và cũng đang nụ cực kỳ là đẹp đấy ạ. Em bán cái hình này với giá là 280.000. Và sang hình tiếp theo, hình số 16. Cái hình này có 4 ngọn quế khá là lớn dài. Đấy, 4 ngọn quế này em xin phép được bán 200.000 ạ. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 17. Hình số 17 này có 3 ngọn quế rất là to nhé cô chú anh chị nhé. 3 ngọn quế cực kỳ là to và bản lá cũng rất là to. Đấy, cây đang nụ cực kỳ là đẹp luôn. Cây đang nụ rất là đẹp luôn, 3 ngọn quế rất là to cô chú anh chị ạ. Và cũng ít bỏ lá chân, là bản lá láng bóng rất là đẹp. Thì ba cái ngọn quế này này, chắc chắn cô chú anh chị nhận hàng không thất vọng về nó luôn. Em bán 350.000 ạ. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 18. Hình này thì cũng là 3 ngọn. 3 ngọn này em chỉ bán có 120.000 thôi. Nó phần hơi vàng láo một chút xíu nhé. Hình tiếp theo sẽ là hình 19, là 3 ngọn quế xếp đẹp thẳng tăm tắp này. Như cái ngọn này là đang hai nụ rất là xinh luôn ạ. Đây, 3 ngọn quế thẳng này. Em bán với giá là 200.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 20. Hình số 20 này thì em có hai cây ạ. Hai cây trong đó có đều là cây mẹ con đấy cô chú anh chị. Với hình này em bán với giá là 230 nhá. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 21. Hình số 21 này là ba ngọn quế xếp đứng rất là đẹp này. Đó, đây cô chú anh chị nhìn kỹ cho em, ba ngọn quế xếp thẳng rất là đẹp luôn. Hình quế này em bán bao nhiêu ạ? 240.000 cho ba ngọn quế khá lớn, xếp đứng thẳng đẹp. Sang hình tiếp theo sẽ là hình số 25. Hình này cũng là em có 4 ngọn quế. 4 ngọn quế trong đó có một cái ngọn này bị lỗi ngọn. Nên là em chỉ bán có bao nhiêu ạ? Coi như em tính 3 ngọn này đi với giá là 230. Tặng thêm một cái ngọn này nữa. Đây, 230 cho cả hình quế này. Sang hình tiếp theo sẽ là hình số 23. Hình số 23 này em có tất cả là thành 5 ngọn quế nhá. Lô này là có tất cả là 5 ngọn quế ạ. 5 ngọn quế này cũng đang nụ này cô chú anh chị này. Về cô chú anh làm một giò đẹp luôn, 220 ạ. Hình tiếp theo sẽ là hình 24. 24 có ngọn quế xếp rụt rất là đẹp luôn. Cái hình này có tất cả là 4 ngọn, trong đó có ngọn xếp rụt bản lá ngắn rất là đẹp. Hình này em bán với giá 240 nhá. Hình tiếp theo sẽ là hình số 25. Hình số 25 cũng là 4 cây ạ, 4 ngọn quế lá xếp ở đây ạ. 4 ngọn quế này em bán với giá là 230.000. Đấy cô chú anh chị chọn đi ạ. 3 ngọn quế được một giò rất là đẹp luôn như thế này, có 230. Tiếp theo sẽ là hình số 26, 3 ngọn quế xếp cực đẹp luôn. 3 ngọn quế này em bán với giá là 240.000 nhá. Hình tiếp theo sẽ là hình số 27. Là một cái ngọn quế một mẹ hai con. Hình này em bán 220.000. Và hình số 28, hình này có 3 ngọn quế, cũng là 3 ngọn quế xếp này. Đó, 3 ngọn quế xếp như vậy nhá. Đây cô chú anh chị nhìn kỹ giúp em. Cái hình này thành 4 ngọn rồi, bên kia đầu bên kia là nó có 2 ngọn nhỉ ạ.
Với hình này em bán với giá là bao nhiêu ạ? Nụ rất là đẹp. Em bán cái hình này với giá là 220. Và sang hình tiếp theo sẽ là cái hình số 29. Cái hình quế này có tất cả là 8 đầu ngọn. 8 đầu ngọn nhá. Về cô chú anh chị có thể ghép một trụ hay là trồng vào chậu đều rất là đẹp. Em bán 200.000 ạ. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 30. Cái lô quế này có tất cả là 7 đầu ngọn. Đấy, 7 đầu ngọn này em bán với giá 200.000. Và hình số 31. 7 cũng là 7 đầu ngọn, 180.000, 7 ngọn khá lớn, 180. Một ôm luôn, khá nhiều luôn ạ. Hình số 23. Cái lô này em có 4 cây quế xếp khá lớn đây. 4 cây quế xếp khá lớn ạ. Và cái hình này em xin phép được bán 220.000 cho hình quế này, 220 nhá. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 33. Hình số 33 này em có 3 ngọn quế đây, trong đó có những ngọn quế xếp rụt. Riêng cái ngọn này không, là vừa rồi đã có 3 cái cần hoa rồi cô chú anh chị này. Đây, hai ngọn này rất là đẹp nhá. Thêm mấy ngọn này nữa, ba ngọn này. Ba ngọn này em bán với giá 230 cho hình quế này này. Tiếp theo sang hình bên này sẽ là hình 34. Hình 34 có 5 đầu ngọn quế ạ. Tổng là 5 ngọn quế tất cả. Hình này em bán 230 nhá. Và hình tiếp theo sẽ là hình 35. Hình này em có 4 ngọn quế rất là to, lá xếp cực đẹp luôn, có các ngọn xếp rụt luôn nhá cô chú anh chị nhá. Rất là đẹp luôn đây cô chú anh chị này, ngọn này cực kỳ là đẹp này. Đây. Đó, có 4 ngọn quế rất là đẹp này. Em bán 280.000 ạ. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 36. Cái lô này có 6 đầu ngọn quế xếp này. Đấy, 6 ngọn quế, trong đó có những ngọn xếp rụt nữa nhá. Đó, có ngọn này đè lên nụ đẹp không cô chú anh chị. Ngọn này còn có cả mẹ con nữa. Hình này em bán với giá bao nhiêu ạ? 200.000 cho hình quế này. Là hình số 36, hình số 37. 14 đầu ngọn quế giống. 14 đầu ngọn quế giống ở đây em bán là 190.000. 14 đầu ngọn nhé, chú ý chị nhé. Cả một lô ạ, 14 đầu ngọn, 190 ạ. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 38. Cái lô quế này có tất cả là 5 đầu ngọn khá là lớn ạ. 5 ngọn quế khá là lớn ở đây. Xếp đẹp luôn, có cây xếp đẹp luôn. Em bán với giá 280.000 nhé. Là hình 38. Hình 39, 4 ngọn quế này. 4 ngọn quế này em bán với giá là 200.000. Và hình số 40. 40 này em có 11 ngọn quế giống này. Ngọn quế giống lá xếp 11 ngọn và em bán là 160.000 cho lô quế này. Hình tiếp theo sẽ là hình số 41. 41 này cũng là 4 ngọn quế lớn nhá cô chú anh chị nhá. Hàng lá xếp ạ, bản lá to đẹp. Hình này em bán 260.000. Bên này đây sẽ là những cái giò hạc vĩ thiên cung lữ bố. Và riêng dòng hạc vĩ thiên cung lữ bố thì đây là cái mặt hoa của nó này. Sẽ cực kỳ là đậm đà như thế này và chuẩn mặt bông nhé của chú anh chị nhé. Đây là một cái giò lan, một cái giò lan mà gọi là lèo tèo vài thân, hàng nhà em xấu quá không bán ấy ạ. Em cho vào vườn ạ, sau đó nó nở hoa, nó sổ hoa rất là đẹp như thế này này cô chú anh chị này. Đó. Đây. Thiên cung lữ bố đây cô chú anh chị. Một cái giò thiên cung lữ bố này, hình 42. Phải tầm gần chục thân cô chú anh chị ạ. Em bán cái giò này với giá là 140 nhá. Và hình số 43 với giá em bán chỉ có 130.000 thôi ạ. Cô chú anh chị được một cái giò lan, một cây giống đẹp và được một cái giò lan để thưởng thức hoa luôn ạ. Ở hình tiếp theo hình 44, 120 đây cô chú anh chị này. Và hình số 45, 45 này em xin phép được bán với giá là cũng 140.000. 45, 46, hình 46 đây ạ. 140.000 cô chú anh chị nhé. Và hình 47 này 150.000, cực kỳ là sung xuê. Hình 48 130.000 ạ. Và 49 cũng với giá 140.000 đây. Rất là nhiều thân cứng cáp cực đẹp luôn. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 50. Cái giò này với giá cũng là bao nhiêu ạ? 140.000 thôi cô chú anh chị nhé. Sang hình số 51, đây là trầm tím hay trầm tím rừng ạ. Và dòng trầm tím chính là cái dòng lan mà thơm nhất trong tất cả cái dòng hoa thảo đấy ạ. Cái bảng trầm tím này em bán 200.000 đây cô chú anh chị này. Là bảng số 51, bảng 52 cực kỳ là đẹp. Giá 220.000 cho bảng 52 và bảng 53. Em bán với giá 200.000 ạ. Bảng 54, 150.000. Và bên này sẽ là những giò long tu sân cô chú anh chị thấy ạ. Cực kỳ là mướt luôn, đây hoàn toàn là hàng trồng ở vườn nhà em nhá. Cô chú anh chị thấy cây lá xếp rất là khỏe, đẹp luôn ạ. Và cái giò long tu hình 5 năm này có 150.000 thôi, long tu xuân. Đấy, cô chú anh chị có một cái suối hoa để thưởng thức Tết hoặc đầu xuân rồi ạ. Hình tiếp theo 56, 160.000. Và 57,
Chị này rất là đẹp. Cái bảng giò này em bán với giá là 160 nhá. Và 58 này, 58 cũng là 160.000 đấy ạ. Rất là tuyệt vời luôn. 59, 150.000. Đó, bảng nào bảng đấy. Và hình tiếp theo 60 là hoàng thảo vôi. Vôi chính là cái dòng lan mà nó về hương thơm thì nó chỉ đứng sau trầm. Cái bảng vôi như vậy đủ ướp hương cho cả không gian vườn cô chú anh chị rồi ạ. Cái giò hoàng thảo vôi, vôi 4, vôi bao nhiêu ạ? Vôi 60 em bán là 160 này. Đấy, thân vàng óng luôn, rất là đẹp. Và hình 61 140, vôi 61 140, vôi 62 150. Vôi 63 160.000 ạ. Cái này sẽ là hình số 4, hình 64, một cái giò ám cổ Văn Giang hai thân. Hiện tại đang nở hoa. Cái giò này thì em xin phép được bán nó với giá là 100.000. Và hình tiếp theo một cái giò siêu ki, cái diệp tím của vùng Cao Bằng thì cô chú anh chị có thể sổ được rất là nhiều mặt bông, cực kỳ là nhiều ki luôn, em bán 150 ạ. Và hình tiếp theo hình 66, một cái cây mặt bông ám của vùng Cao Bằng rất là xinh, cái bán giò này với giá 120 ạ. Và hình 67, cái giò này một cái cây điệp mà hoa rất là đậm, hoa hồng rất là đậm, em bán là 50.000 cho giò này. Cái này thì em vẫn có những cái đặc sản vùng miền Cao Bằng ạ. Em có đây là cái quả mắc mật khô của vùng Cao Bằng nhé, 120.000, một cái gia vị rất là tuyệt vời đặc trưng của vùng Cao Bằng, 120 cho một túi 1 kg. Chuối hột khô với giá em bán là 100.000 cho một túi 1 kg. Rễ mũ tần với giá 120 và nấm ngọc cẩu với giá 150 nhé. Thông gửi cây chanh 220, thông gửi cây nghiến là 190 và bên kia là măng lưỡi lợn với giá là 200.000 ạ. Này thì em có nhiều những cái chế phẩm và vật tư dành cho hoa lan ạ. Vỏ thông nhé, đủ size 1, 2, 3, 4 vỏ thông vụn đồng giá 20.000 trong kg. Rêu rừng với giá là 50.000 trong kg, khô cong 1 kg siêu nhiều luôn. Và bên này sẽ là giớn vụn, một cái giá thể trồng lan rất là tuyệt vời, em bán là 40.000 cho 1 kg. Và Atonic là 10.000 cho một gói, duy xanh 50.000 và duy đỏ sẽ là 60.000 nhé. Hùng Nguyễn 25.000 cho một lọ, 5.000 cho một cặp. Dưỡng chất AB 85.000 cho một lọ. B1 Thái 40.000 cho một lọ. B12 giải độc cho cây 30.000 cho một lọ. Liền da Mỹ Tiến 40.000, liền da sẹo đen là 50.000 và siêu dơ rễ N3M với giá là 30.000 cho một lọ. Ba loại phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát đồng giá 30.000 cho một lọ. Ba loại phân bón lá đồng giá 35.000 cho một lọ và Superthai hormone tăng trưởng với giá 50.000 cho một lọ. Bên này em có Kim Kim Bun đặc trị thối nhũn với giá 25.000 cho một gói. Chicho Đề Ma phân bón vi sinh kháng nấm ạ. Em bán là 15.000 cho một gói nhé. Một túi như vậy là 1 kg. Em bán với giá là 50.000 và một cái túi như vậy, một hộp như vậy là 1 kg 130. Và phân bón dạng túi lọc có 20 túi lọc, bên trong có một hộp như vậy với giá em bán 35.000 cho một cái hộp phân bón dạng túi lọc này, 20 túi lọc bên trong ạ. Và bên này thì em có dây buộc lan chiều dài 100m có dao cắt kèm theo rất là tiện dụng, 35.000 cho một cuộn. Và đặc biệt là phân bón dinh dưỡng hữu cơ vi sinh được làm từ dịch chuối, phân trâu và đỗ tương. Sản phẩm đã ủ men vi sinh cũng như ủ kháng nấm và diệt mầm cỏ trong vòng trên 2 tháng rồi. Và cái một cái túi phân như vậy khối lượng là 1 kg nhé, em bán với giá chỉ có 35.000. Và phân này thì đã được nén viên và xử lý rất là chặt hơn luôn, kỹ luôn rồi, nên là cô chú anh chị về có thể sử dụng để nó trộn với cả giá thể này hay là bón cho cái cây cô chú anh chị trồng ạ, cây lan ạ, đặc biệt là cây lan, bón một cách thoải mái. Và nó khi mà cô chú anh chị tưới nước thì đảm bảo rằng là những cái phân này nó sẽ không bị mủn ra, nên là tạo cái giá thể rất là thoáng, rất là sạch, cũng như là cung cấp cái giá trị dinh dưỡng một cách tối đa nhất để mà cây phát triển một cách hoàn thiện, tuyệt vời nhất cô chú anh chị nhé. Bởi vì trong cái này thì không chỉ có phân trâu mà còn có cả dịch chuối và đỗ tương nữa, thì cô chú anh chị biết rồi ạ, thì thành phần của nó như vậy thì có thể cung cấp một cái giá trị dinh dưỡng rất là tuyệt vời để mà cây phát triển, đúng không ạ? Với giá rất là yêu thương, với so với chất lượng của nó là chỉ có 35.000 thôi. Và bên này thì em vẫn có cái sản phẩm đó là tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng ạ. 100% được chiết xuất từ những cánh hoa hồi tự nhiên của vùng Cao Bằng. Có dạng treo, dạng lăn và dạng nhỏ giọt. Một lọ như vậy em bán với giá là 40.000 nhé. Nó có rất là nhiều những tác dụng dược liệu tuyệt vời, như là diệt khuẩn, làm sạch không khí và cái mùi hương của nó có thể tạo cho cô chú anh chị có cảm giác thư giãn an thần tuyệt vời luôn ạ. Giảm đau cực kỳ là hiệu quả mà không gây nóng rát ạ. Em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị tất cả những mặt hàng hôm nay mà bên em đang có và cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi. Xin phép dừng clip ở đây ạ.